Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 11 Dường như ngài đối với Khương Nương Tử đã hơi khác trước. Chạm lư hạ giọng, bắt đầu từ lúc ở hợp phong vũ đã có chút khác thường. Tại sao vậy? Thẩm tại dã im lặng. Trăng đêm nay rất sáng, khiến người nhìn có chút choáng váng, trong nháy mắt dường như có thể quay trở về ngày đại hôn của Khương Đào Hoa và Mục Vô Hạ. Cả đại ngụy cũng không có mấy người bận tâm đến hôn sự của công chúa nước Triệu và Nam Vương, cho nên đội đưa dâu chỉ có mười mấy hộ vệ, lòng lẻo lại lười biếng, đến mức bầy sói hoang tần thăng mới nuôi mấy ngày ở quốc đô vừa xông ra đã khiến tất cả sợ hãi chạy tán loạn. Sau khi đám đông trở nên hỗn loạn, có người phụ trách giữ chân nha hoàn theo sát Khương Đào Hoa, có người phụ trách bí mật dẫn đường cho nàng, tạo cơ hội để nàng chạy về hướng hợp phong vũ. Khương Đào Hoa rất thông minh, giải rất nhiều viên sỏi nhiều màu sắc dọc đường đi. Tiếc là người của y đi ngay phía sau nàng, nàng giải bao nhiêu thì người đó nhặt bấy nhiêu rồi vứt chúng đi nơi khác, để không ai có thể tìm được nàng trước khi xong việc. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của y, chỉ cần y khiến Khương Đào Hoa bị cưỡng hiếp ở Thanh Lâu thì cảnh vương sẽ khó mà thoát tội, chắc chắn sẽ bị hoàng đế trách mắng và nảy sinh hiềm khích. Còn Nam Vương chẳng những không cần phải lấy nàng công chúa biết mỹ thuật này mà còn được hoàng đế ban thưởng. Về phần y, y là người không biết chuyện, cảnh vương cũng không thể trách y được. Tuy nhiên, khi y đứng trên tầng 2 nhìn thấy nữ tử đó vô tình ngẩng mặt lên, y đã đột nhiên đổi ý. Một mũi tên giết hai con chim chẳng thú vị gì, một mũi tên giết bốn con chim mới là bản lĩnh nếu nữ nhân này đã nghiêng nước nghiêng thành như vậy tại sao không để y đích thân lĩnh giáo chứ sau đó cảnh vương còn liên đới gọi là liên lụy đến y và nợ y một lời giải thích một mũi tên hạ bốn con chim y chỉ là bề ngoài trọng nữ sắc chứ không phải người thật sự ham mỹ sắc nhưng có lẽ là đã kìm nén quá lâu dù sao thì người này cũng sẽ chết chi bằng phóng túng cùng y một lần cũng tốt có trời mới biết tại sao lúc đó y lại có ý nghĩ điên rồ như vậy, không lẽ trong cơ thể mỗi người cấm dục đều có một con quỷ lang thang. Thẩm Tại Dã không hiểu, cũng không có ý định tìm hiểu kỹ, dù sao mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của y. Tuy nhiên, kể từ lúc y bước vào căn phòng ấy, dường như có thứ gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của y và đi theo một hướng không xác định. Trong hậu viện của tướng phủ có đủ loại nữ nhân, xinh đẹp, đoan trang, hoạt bát, hiểu biết, song y chưa từng gặp người nào giống như Khương Đào Hoa. Cánh tay trắng như tuyết lộ ra từ ống tay áo rộng, tấm chăn gấm đỏ tôn bật nước ra thật dụ người, cùng với đôi mắt quyến rũ, dáng vẻ vừa dễ dụa vừa khao khát lập tức khiến y mất kiểm soát. Nàng rõ ràng không phải là người đẹp nhất, nhưng đôi mắt ấy lại giống như một vòng xoáy, hút y vào từng chút một và không bao giờ thoát ra được nữa. Có lẽ là do Khương Đào Hoa đã dùng mỹ thuật, y không phòng bị nên mới hưởng thụ và trầm luân. Nếu không phải trong đầu vẫn còn một chút lý trí thì chắc chắn nàng hỏi gì y sẽ trả lời nấy. Một nữ nhân như vậy sao có thể để nàng ta sống tiếp được? Vì sao ta thất thường không quan trọng chút nào? Lấy lại tâm thần, Thẩm Tại Dã khẽ mỉm cười, "Ngươi chỉ cần biết, sau này nàng ta sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với ta nữa." vậy là đủ rồi. Vâng, chạm lư mím môi, ngẫm nghĩ rồi lại nhìn y. Hôm qua ngài trở về lâm vũ viện lúc nửa đêm, cố nương tử đã sai người theo dõi đấy. Nữ nhân đó đúng là thích so bì. Thẩm tại giã không quan tâm xua tay, thở phào nhẹ nhõm, kệ nàng ta đi, dù sao sau ngày mai, nàng ta sẽ không thể làm gì được nữa. Nô tài hiểu rồi. Đứng dậy đóng cửa sổ lại, thẩm tại giã cũng vệ sinh cá nhân rồi lên giường nghỉ ngơi tuy nhiên không biết có phải do y suy nghĩ quá nhiều hay không mà thật sự đã mơ thấy khương đào hoa nữ nhân đó mặc váy dài thêu hoa đào khoác áo choàng màu hồng tựa vào cây hoa đào mỉm cười với người đối diện không nhìn rõ người trước mặt nàng trông như thế nào nhưng tay đang cầm cọ chậm rãi vẽ nàng ngay cả trong giấc mơ thẩm tại giã vẫn cau mày thầm nghĩ nữ nhân phóng túng như vậy thật may mắn khi không gả cho Nam Vương. Trăng đã lặn về hướng Tây, sắc trời ngày càng sáng hơn. Đợi đến giờ thìn, Khương Đào Hoa đứng dậy bắt đầu trang điểm. Nàng mặc chiếc váy lộng lẫy do thầm tại giã chuẩn bị. Xong, trước khi mặc chiếc váy đó, nàng đã mặc một chiếc váy trơn bên trong, châm cài cũng cố định dùng những loại nhẹ nhàng, những trang sức trên đầu chỉ dùng để trang trí. Ôi, Nhìn mình trong gương, Đào Hoa không khỏi thở dài, rõ ràng là khuôn mặt chim sa cá lặn, tại sao mỗi lần trang điểm đều gặp phải cảnh bỏ trốn vậy chứ? Thanh Đài hai mắt thâm quầng đứng phía sau nàng, nhìn xung quanh rồi nói, "Nô Tỳ đã lấy được bản đồ rồi, Bạc Vụn cũng đã chuẩn bị xong." "Ưm." Ừ, đào Hoa gật đầu, "Ngươi làm việc thì ta yên tâm." Khương Đào Hoa lại nhìn mình trong gương thêm một lúc, chỉnh lại áo choàng đứng dậy định đi ra ngoài thì nhìn thấy thẩm tại giã bước vào. Giá, đào hoa vô cùng kinh ngạc, chớp chớp mắt, hôm nay ngài không cần thượng chiều ư. Sắc mặt không được tốt, giống như ngủ không ngon giấc, thẩm tại giã xoa ấn đường nói, dâng tấu sớ lên rồi, hôm nay ta nghỉ. Ồ, vậy ra có muốn đi cùng thần thiếp đến Bắc Môn Đình không? Không, lát nữa còn có chuyện quan trọng khác. Thẩm Tại Dã nhìn nàng hai cái rồi mỉm cười, "Ta chỉ đến thăm nàng trước khi nàng đi thôi." "Trước khi hành hình." Đào Hoa mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại đang gào thét. "Đã nói đến thăm nàng trước khi hành hình luôn rồi, quả nhiên nàng đoán không sai, hôm nay bất luận thế nào cũng phải trốn thôi." "Sao căng thẳng thế?" Thẩm Tại Dã tiến lại gần nàng hai bước, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, "Sợ cảnh vương lắm à?" so với cảnh vương thì ta sợ ngài hơn. Đào hoa cười khì khì, hơi khuỵu gối, có da chống đỡ, thiếp thân không sợ. Ưm, ừ. đáp lời xong, thẩm tại giã trực tiếp ngồi xuống ghế chính, cũng không nói gì nữa, chỉ bưng chén trà thanh đài đặt bên cạnh lên, thi thoảng hớt bọt trà. Y không nói gì, đào hoa cũng không biết nên nói gì, thế là chỉ ngồi cùng y. Nhưng mà vị gia này không đi thì nàng không thể đi trước được, nên đành phải dương mắt nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Trà đã nguội, thẩm tại giã cũng không uống ngụm nào, chỉ đặt chén xuống, nhìn sâu vào mắt đào hoa, nàng đi đường cẩn thận. Bốn mắt chạm nhau, đào hoa hơi giật mình, nghiêng đầu, đột nhiên nở nụ cười thật ngây thơ với y, ra đang lo lắng cho thiếp thân à. Nàng nhìn ra sao? Thẩm tại giã khẽ cười. Ừm, trong mắt ngài mang vẻ lưu luyến và do dự mắt đào hoa sáng lên như thể đã phát hiện được bảo bối nào đó vui vẻ nhìn y nói chỉ mấy ngày ngắn mùi thôi mà ra có thể nặng tình với thiếp thân đến vậy thiếp thân cũng không còn gì hối tiếc nữa thẩm tại giã mím môi cục mắt giống như yên tâm nói lời tạm biệt khoát tay nói đi đi thiếp thân xin cáo lui khương đào hoa đứng dậy hành lễ ánh mắt luôn nhìn y không xê dịch cho đến khi quay người đi thanh đài đang đợi nàng ở cửa thấy nàng đi ra liền vô tình liếc nhìn vào phòng thừa tướng ra ngồi trên ghế chính vẫn nhìn theo bóng lưng của chủ tử nhà mình ánh mắt như thế thật kỳ lạ đi thôi đào hoa thấp giọng nói thanh đài quay đầu lại đưa nàng đến cửa hông đợi đến lúc lên xe rồi mới hỏi tướng ra sao thế ạ à? chỉnh lại tay áo đào hoa bình tĩnh nói Sắp nói lời từ biệt nữ nhân vừa mới qua đêm với y cách đây không lâu nên lương tâm bất an thôi. "Sao cơ?" Thanh Đài kinh ngạc. Đào Hoa cười lạnh, lẩm bẩm, "Vừa rồi ta không nói ra, nhưng trong mắt y có luyến tiếc, có do dự, mà nhiều hơn là tàn nhẫn, rõ ràng là đang nói lời từ biệt cuối cùng với ta." Có điều, có thể khiến y đặc biệt đến ngồi với ta lâu như vậy, xem ra tướng gia này cũng không hẳn là vô tình tuyệt đối. Y biết nàng sẽ mất mạng nên lúc nãy mới không che giấu cảm xúc của mình. Nếu nàng ngốc một chút thì sẽ thật sự nghĩ rằng y chỉ là không nỡ để mình đi xa mà thôi. Nhưng sự thật là y chẳng có gì phải giấu giếm đối với người sắp chết. Đêm qua trước khi ngủ, Đào Hoa đã rất tức giận, dù sao nàng cũng là một công chúa, sao y có thể muốn giết là giết được? Lỡ như ảnh hưởng đến mối bang giao giữa hai nước thì sao? Nhưng sau đó nàng mới hiểu ra thẩm tại giã thật sự là một người rất thông minh, muốn nàng đi gặp cảnh vương, nàng chắc chắn sẽ chết trước mặt cảnh vương, vì vậy không liên quan gì đến y, mọi tội lỗi đều nằm ở cảnh vương. Xem ra kiếp trước có thể là nàng và cảnh vương đã cùng nhau đào mộ tổ tiên của y nên mới thù hận đến thế. Thanh đài cao mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay chủ tử nhà mình, sau đó vén rèm nhìn ra ngoài. Phu xe là người của tướng phủ, bên cạnh xe ngựa còn có bốn hộ vệ, Đêm hôm qua đã lặng lẽ thay người, trong đó có hai người là người của họ đi theo từ nước chiều, chỉ đợi đến địa điểm thích hợp là có thể trốn thoát. Khương Đào Hoa nhìn bản đồ, đặt ngón tay lên một ngã tư, chỗ này, cách nơi đó gần nhất. Nô Tì hiểu rồi. Phu Xe biết võ công, nhận nhiệm vụ này, thầm nghĩ phía sau chỉ có hai nữ tử yếu đuối nên chắc sẽ không có sự cố gì, chỉ cần đến cổng bắc là có thể báo cáo quay về lĩnh thưởng vì vậy trên đường đi tâm trạng hắn luôn rất tốt thậm chí còn ngân nga ca hát hò dô ta nào hò dô ta hay quá ngân nga xong một bài hát bên cạnh có tiếng vỗ tay phu xe vui vẻ quay đầu lại chỉ thấy thanh đài mỉm cười với mình sau đó là một cụ đấm thẳng vào mặt lực đấm quá mạnh khiến hắn bị hất khỏi xe ngựa hôn mê bất tỉnh hai tên hộ vệ bên cạnh xe cả kinh chưa kịp phản ứng thì đã bị hai hộ vệ khác đánh bất tỉnh cùng lúc. Làm tốt lắm, đào hoa xem mà vỗ tay bôm bốp, sau đó nhanh chóng cởi áo gấm và tháo những trang sức dư thừa ở trên đầu xuống, rồi thỏ tay lấy ra một lọ huyết lợn. chương 12 Nếu nàng ta không ăn thì sao? Không đâu, trong phủ cố ý không chuẩn bị bữa sáng cho Khương Nương Tử, cảnh vương cũng ở đấy, cho dù có ý gì thì nàng ta nhất định sẽ động đũa cho dù nàng ta thực sự không ăn thì nha hoàn đứng bên cạnh cũng sẽ đút cho nàng ta ăn. Chạm lư suy nghĩ rồi nói, có điều chắc là sẽ tự ăn. Thế à, thẩm tại giã gật đầu, tiếp tục nằm xuống ngắm mây trên bầu trời, khẽ thở dài. Tiếng thở dài này nếu người khác nghe thì có vẻ không có gì bất thường, nhưng chạm lư lại giật mình, đồng tử co rúm lại, kinh ngạc nhìn y. Chạm lư đã đi theo thẩm tại giã quá lâu, lâu đến mức có thể cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc qua giọng điệu của y. Lần cuối cùng y thở dài như thế hình như là khi rời khỏi nơi đó cách đây hai năm. Nặng nề mang theo vẻ tiếc nuối, nhưng âm cuối lại kiên định và quyết liệt, như thể đã đưa ra một quyết định gì đó vừa khó khăn vừa bắt buộc phải đưa ra. Hai năm qua, cảm xúc của chủ tử chưa từng có biến động lớn như vậy, sao hôm nay lại? Chạm lư cau mày, quay người lùi lại mấy bước, vẫy tay gọi người đứng ở cổng sân lại hỏi phía bắc môn đình thế nào rồi người hầu có vẻ hoảng hốt do dự hồi lâu mới nói nhà môn kinh đô vừa truyền lời đến nói rằng xe ngựa của tướng phủ gặp thích khách trên đường đi đang điều tra tình hình cái gì chạm lư cả kinh vội vàng quay lại bẩm báo tình hình nhưng lại suýt đụng chúng cầm thẩm tại dã xảy ra chuyện sao không báo sớm hơn thẩm tại dã đứng sau lưng chạm lư sắc mặt u ám nếu không hỏi các ngươi còn định tiếp tục che giấu à người hầu sắc mặt tái nhợt vội vàng quỳ xuống tướng gia minh xét vừa mới truyền tin đến nô tài đang định vào bẩm báo chuyện xảy ra bao lâu rồi thẩm tại giã thiếu kiên nhẫn ngắt lời hỏi được nửa canh giờ rồi đồ vô dụng phẫn nộ kéo áo choàng khoác vào thẩm tại giã xa sầm mặt bước ra ngoài tin tức của tướng phủ trở nên chậm chạp như vậy từ khi nào? Chạm lư vội vàng đi theo phía sau, thấp giọng nói, hai ngày trước ngài mới đóng văn phong đường. Người trong văn phong đường phụ trách truyền tin tức cho tướng phủ, nhưng vì xuất hiện gian tế nên đã bị thẩm tại giã tức giận cho đóng cửa. Vào giờ này, không ai có thể truyền tin nhanh giống như họ. Hừ lạnh một tiếng, thẩm tại giã cưỡi ngựa đi ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng phi về phía bắc môn đình người của nha môn kinh đô đang kiểm tra tình hình ở góc đường nhắc thấy là xe ngựa của tướng phủ thì không ai dám làm bừa nhưng ba người bên cạnh đều hôn mê bất tỉnh trong xe lại không có ai lỡ như là người quan trọng bị bắt cóc thì sẽ là rắc rối lớn nên người của kinh đô phủ nóng lòng tìm cách giải quyết mà không thông báo ngay cho phủ thừa tướng con đường này không có nhiều người qua lại nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì cũng rất khó để truy tra bổ đầu đang đờ đẫn nhìn chiếc xe ngựa đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí phía sau chưa kịp quay đầu thì vạt áo đã bị kéo qua người đâu vẻ mặt thẩm tại giã rất thoải mái tựa như đang tùy ý hỏi đại một câu nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến cho tiểu bổ đầu sợ đến nhũng chân vội nói ti chức không biết nơi này hình như đã xảy ra chuyện gì đó người trong xe biến mất rồi khẽ cau mày thẩm tại giã thả hắn ra vỗ nhẹ y phục của hắn người biến mất rồi không biết đi tìm sao? Vâng, bổ đầu run cầm cập, vội phất tay ra hiệu cho những bổ khoái đang có mặt phân tán bốn phía, phái người truy tìm mọi con đường. Truy tìm như thế thì được cái gì? Kim nén cơn tức giận trong lòng, thầm tại dã vén rèm xe nhìn qua, sau đó lại nhìn ba người đang nằm bên cạnh. Trạm Lư, đánh thức chúng dậy. Vâng. Hắn tìm một chậu nước đổ lên mặt ba người hai người trong số họ lập tức tỉnh dậy. Thưa tướng, hai hộ vệ hoàng sợ quy xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm tại giã cúi đầu nhìn bọn họ, các ngươi không có chút sức phản kháng nào ư? Hộ vệ kinh hãi, vội nói, không phải chúng thuộc hạ không phản kháng, mà là không phòng bị, đột ngột có người từ phía sau đánh thuộc hạ ngất xỉu, hoàn toàn không kịp phản ứng. Từ phía sau, thẩm tại giã sừng sốt, lại nhìn xung quanh, lúc đi mang theo bao nhiêu người. Bẩm tướng ra, bốn người. Bốn người, thẩm tại dã mím chặt môi, hơi nheo mắt. Trong xe không có dấu vết rằng co, có hai hộ vệ cũng biến mất, so với bị bắt cóc thì khả năng nữ nhân đó đã tự mang theo người trốn thoát cao hơn. Nhưng tại sao nàng ta lại chạy? Không lẽ một người ngu ngốc như vậy còn có thể cảm nhận được phía trước có nguy hiểm? Chạm lư, ngươi đi ổn định cảnh vương trước. Thẩm tại giã ngẫm nghĩ, trầm giọng căn dặn, ta về thay y phục trước, sau đó đến chỗ hẹn. Những người còn lại về tướng phủ kiểm tra người, nếu thiếu đi hai hậu vệ thì lập tức dẫn người đi lục soát khắp nơi trong kinh thành. Nếu như không thiếu, thì hãy để nha môn kinh đô đi tìm người. Vâng, mọi người có mặt đều bắt đầu di chuyển, ai nấy đi làm việc theo lời căn dặn. Thẩm tại giã lên trở lại ngựa, Cầm dây cương suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu rồi phi nước đại trở về. Hy vọng không phải như y nghĩ, nữ nhân Khương Đào Hoa kia vốn đã nguy hiểm rồi, nếu còn là người thông minh thì sẽ thật sự phiền phức. Vẫn chưa đến giờ ngọ mà sắc trời đã trở nên u ám khó hiểu, mặt trời đã khuất, gió càng mạnh hơn. Cửa hông của phủ Nam Vương hé mở, một lúc sau có người chạy ra ngoài. "Khương thị." Nhìn người dựa vào cửa, mục vô hạ vẻ mặt kinh hãi nàng sao nàng lại khương đào hoa người đầy máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người trên mặt cũng không còn chút huyết sắc giống như đã bị thương rất nặng vương gia vừa nhìn thấy hắn mắt đào hoa lập tức đỏ hoe vương gia có thể cứu mạng ta được không đã xảy ra chuyện gì mục vô hạ vô cùng hoảng sợ quỳ xuống bên cạnh nàng cau mày bị thương như thế này sao không nói với thẩm thừa tướng? Không thể nói cho ngài ấy biết. Đào hoa lắc đầu thở dốc, tình hình cụ thể, vào nhà vương gia có thể từ từ nghe ta nói. Bây giờ xin ngài nhất định phải nghĩ cách cho ta vào trong nhà ngài mà không một ai hay biết. Mục vô hạ sửng sốt, lập tức bình tĩnh lại, bổn vương hiểu rồi. Nếu đã phái nha hoàn của nàng lẻn vào vương phủ truyền tin, đương nhiên là không muốn bị người khác biết mục vô hạ quay người đi vào đuổi hết gia nô ra hậu viện nói rằng lát nữa sẽ dậy bảo sau đó quấn đào hoa bằng áo choàng để thanh đài cõng vào người trong phủ này đều thông minh lanh lợi bổn vương phải đối phó với bọn họ trước bố trí cho nàng vào phòng trong của mình xong mục vô hạ nói đợi một lát vâng khương đào hoa gật đầu đưa mắt tiễn mục vô hạ ra ngoài chủ tử Thanh Đài có chút lo lắng ngồi ở mép giường, liệu vương gia có tin chúng ta không? Vương gia khác thì chắc chắn sẽ không. Đào hoa hít một hơi, giữ eo, mím môi nói, nam vương thì khác, hắn hoàn toàn mang tâm tính thiếu niên, rất có ý thức chính nghĩa, bản thân lại đang nghi ngờ thầm tại giã. Giọng lầm bẩm, còn tưởng gà đến đại ngụy này là chuyện tốt, không ngờ lại gặp hết nạn này tới nạn khác, nếu biết sớm. Đừng nói những lời vô dụng đó. Đào hoa bĩu môi, số phận do ông trời định đoạt, không ai có quyền biết trước. Đã như vậy rồi, tốt nhất là nên nghĩ cách sống tốt. Nàng vốn tưởng rằng gả nhầm là chuyện tốt, nhưng không ngờ lại rơi vào một cái bẫy lớn hơn. Thẩm Tại Dã là một kẻ mất hết tính người, uổng công có một vẻ ngoài ưa nhìn, nàng cũng không cần phải ôm bất kỳ hy vọng nào với y nữa rồi, nên hãm hại thì hãm hại đi, giữ mạng sống cho mình quan trọng hơn. Thanh Đài im lặng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy đau lòng. Đào Hoa cũng không để ý lắm, vừa suy nghĩ vừa đợi Nam Vương quay lại. Mục Vô Hạ cũng thật sự đi không bao lâu, khi trở lại liền đóng chặt cửa lại, sải bước đi đến bên giường, nàng vẫn ổn chứ? Khương Đào Hoa cười cười, chắc là không ổn lắm, nhưng vương gia tin tưởng ta như vậy thật khiến ta cảm thấy bất ngờ. Ngài không sợ ta là người xấu sao? Bổn vương nhìn người rất chuẩn kéo một chiếc ghế sang ngồi xuống, tiểu vương ra nâng cầm nói rất tự tin, lần trước gặp, bổn vương liền biết nàng không phải là người xấu. Nhìn ra nàng không xấu ở chỗ nào vậy? Đào hoa sừng sốt, rất là nghi ngờ cúi đầu nhìn chính mình. Vết thương của nàng, có cần mời đại phu khám trước không? Mục vô hạ cau mày. Đợi ta nói xong, nếu vương ra tin thì có thể gọi đại phu. Nếu không tin thì cũng không cần thiết phải gọi khẽ hít thở vài hơi đào hoa nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc dừng một chút mục vô hạ gật đầu nàng nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thẩm thừa tướng muốn giết ta khẽ hít vào một hơi tiểu vương ra mở to mắt tại sao bởi vì y muốn cảnh vương gánh tội danh giết công chúa nước triệu từ đó khiến cho dạn nứt giữa hoàng đế và cảnh vương trở nên trầm trọng hơn đồng thời nhân tiện cũng có thể trừ khử ta tránh để ta tiếp tục ở lại trong tướng phủ quấy dày tâm tư của y. Nhìn thẳng vào Nam Vương, Khương Đào Hoa nói rõ từng chữ. Khả năng quan trọng nhất có lẽ vẫn là vì ngài. Giết ta là có lợi nhất cho ngài, Nam Vương gia. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 13 Ta cảm thấy Vương gia không phải là người lạm sát người vô tội và dẫm lên thi thể người khác mà trèo cao, nên cầu xin Vương gia hãy cứu mạng ta suy đoán của khương đào hoa phần lớn là đúng. hơn nữa trước giờ chưa từng có ai phát hiện ra mối quan hệ giữa thẩm tại dã và nam vương. nghe nàng nói như vậy, nam vương đương nhiên sẽ tin phần lớn. phần còn lại khi nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên người nàng thì cũng gần như đã tin hoàn toàn. thẩm tại dã quả nhiên là kẻ đại lừa đảo trên thế gian này. mục vô hạ vừa tức vừa giận. bổn vương phải làm sao mới có bảo vệ được mạng sống cho nàng? rất đơn giản đào hoa nghiêm túc nhìn hắn chỉ cần vương gia nói rõ với thừa tướng rằng ngài đã biết kế hoạch của ngài ấy bảo ngài ấy đừng mạo hiểm tính mạng của ta nếu không ngài sẽ không còn tin tưởng ngài ấy nữa là được ngài có một địa vị vô cùng quan trọng trong lòng tướng gia nếu ngài nói như vậy thì thừa tướng nhất định sẽ không động tới ta nữa bổn vương hiểu rồi tiểu vương gia nghiêm túc gật đầu đứng dậy nói bây giờ bổn vương đi tìm đại phu cho nàng nhân tiện mời tướng gia tới nói chuyện khương đào hoa vui mừng nhưng không vui được bao lâu thì thần sắc trên mặt lại chuyển sang lo lắng phải mời tướng gia tới sao đương nhiên mục vô hạ nói nếu y không tới làm sao bổn vương đối chất được đối chất là cần thiết nhưng đào hoa mím môi liếc nhìn nam vương nhỏ giọng nói ngài phải cẩn thận một chút sao thế tướng gia có tài hùng biện lại quyền cao chức trọng, chắc chắn cũng sẽ đổ hết tội danh cho ta, nói ta vu oan cho ngài ấy, cố ý hãm hại ngài ấy. Đào hoa mếu máu, dối lòng bắt đầu đào hố, với bản lĩnh đổi trắng thay đen của tướng gia, không chừng còn sẽ nói rằng hôm nay ngài ấy hoàn toàn không phái người hành thích ta, vết thương này là do ta tự tạo ra. Mục vô hạ cao mày, hoang đường, ai có thể ra tay với chính mình nặng như vậy? Cái lưỡi khéo léo của y cũng đã lừa ta rất nhiều lần, lần này bổn vương nhất định sẽ không tin. Đa Tạ vương gia. Khương Đào Hoa cảm kích nhìn hắn, vương gia chịu giúp ta lần này, sau này Đào Hoa nhất định sẽ báo đáp. Mục Vô Hạ xua tay, thản nhiên nói, không cần nàng báo đáp gì đâu, đây là vấn đề nguyên tắc của bổn vương, bổn vương phải cảm ơn nàng đã cho bổn vương chứng cứ, nếu không, thật sự bó tay với tên lừa đảo đó nói xong phất áo xông ra ngoài đúng là một thiếu niên tốt tấm lòng ngay thẳng đào hoa nghĩ rằng có thể do mình đã gặp quá nhiều kẻ đại gian đại ác nên mỗi lần nhìn thấy tiểu tử ngốc như vậy đều cảm thấy có chút thương xót vì quá đơn thuần người như vậy nếu có thể đơn thuần cả đời thì tốt quá bắc môn đình thẩm tại giã bình tĩnh ứng phó cảnh vương một hồi sau đó thoái thác cảm thấy không khỏe nên muốn cáo biệt về phủ hôm nay vốn cũng là hai người hẹn gặp nhau, chỉ là ban đầu thẩm tại giã dự định đổi thành Khương Đào Hoa đi gặp, đợi khi việc lớn hoàn thành, sẽ nói là mình bị ốm, Đào Hoa tự ý quyết định đến đó là được. Nhưng đáng tiếc là đại sự không thành, y cũng chỉ có thể nghe cảnh vương nói hồi lâu, sau đó mới vội vàng về phủ xem tình hình. Chủ tử, chạm lư cao mày nói, đã kiểm tra trong phủ, thiếu mất hai hộ vệ bồi giá của Khương Nương Tử dừng bước thẩm tại giã trầm mặc sắc mặt có chút khó coi còn có một tin nữa trạm lư cúi đầu nói phủ nam vương truyền tin đến tiểu vương ra mời ngài tới phủ nói chuyện chậm rãi nhắm mắt lại thẩm tại giã giơ tay xoa xoa ấn đường thật sự đã lâu lắm rồi mới gặp một nữ nhân lợi hại như vậy y thì thầm đến mức nhìn nhầm hồ ly thành thỏ ngay từ đầu y đã cảm thấy có gì đó không ổn quả nhiên là do Khương Đào Hoa, nữ nhân này đã sớm phát hiện ra tâm tư của y, từng bước phá chiêu của y, làm hỏng chuyện của y. Còn y, đến bây giờ mới phản ứng lại. Bị bệnh gì chứ, ngu ngốc gì chứ, e là nàng ta vẫn luôn diễn kịch cho y xem, còn y thì lại tin thật. Hoang đường Đến phủ Nam Vương, thẩm tại giã nghiến răng quát một tiếng, nhảy lên ngựa, khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh cũng không khỏi lộ vẻ tức giận. Khương Đào Hoa, được lắm Khương Đào Hoa. Y tính kế người khác nhiều năm, nhưng không ngờ lại bị lật thuyền dưới cống ngầm, bị một nữ nhân lừa gạt. Nếu không giết nàng, sao có thể xoa dịu nỗi hận trong lòng? Đi, thúc ngựa phi nước đại, suốt đường đi thẩm tại giã luôn nhăn mặt, chạm lư đi phía sau khó mà theo kịp. Đến sân chính của vương phủ, chạm lư chưa kịp nói gì thì đã thấy một thanh kiếm đâm vào người chủ tử nhà mình thầm tại giã dừng lại, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, nghiêng người bay lên liền né được, dễ dàng giữ lấy chuôi kiếm. Mục vô hạ đang trong cơn giận dữ, đá vào chân y một cái thật mạnh, ép y không thể không buông chuôi kiếm ra và ăn hai chiêu của mình. Kiếm không mài nên không thể làm tổn thương ai, nhưng khi đâm vào vẫn hơi đau. Nhìn rõ người cầm kiếm, chạm lư cũng không dám tiến tới bảo vệ chủ tử, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn đang yên đang lành sao nam vương lại tức giận như vậy trong lúc né tránh thẩm tại giã bình tĩnh lại trước chiều cuối cùng giữ được thân kiếm cười khẽ kiếm pháp của vương gia đã tiến bộ rất nhiều mục vô hạ mím môi rút bảo kiếm về nhìn y nói đây là trảm nịnh kiếm ngài dạy ta đấy trảm nịnh chém hết tất cả những nịnh thần trong thiên hạ liếc nhìn bốn phía thẩm tại giã nheo mắt nói vương gia cho rằng vi thần là nịnh thần mục vô hạ cau mày đứng thẳng người chán đầy chính khí là ngài nói mà trung thần không ức hiếp chủ nhân nhỏ tuổi không làm trái ý chủ nhân không trong ngoài bất nhất nhưng ngài thì sao lòng đầy nghi hoặc thẩm tại giã mỉm cười nhìn hắn vi thần làm sao bổn vương biết con người ngài nếu như không có chứng cứ đanh thép thì có đánh chết cũng sẽ không nhận sai nam vương nổi giận lông mày cũng dựng ngược lên, đến khi nào mới chịu nói thật với bổn vương. Bổn vương đã biết chuyện ngài muốn giết công chúa nước chịu giá họa cho cảnh vương rồi. Thẩm tại giã gật đầu, liếc nhìn cánh cửa khép chặt sau lưng, bình tĩnh nói, chắc hẳn là Khương Thị đã đến phủ Nam Vương tố cáo vi thần. Nàng ấy không nên tố cáo sao? Mục vô hạ trừng mắt nhìn người trước mặt, trước kia ngài đã từng hứa gì với bổn vương? Bây giờ ngài lại đang làm gì? Khương thị chỉ là phận đàn bà yếu đuối, không thù không oán với chúng ta, tại sao ngài lại coi thường mạng sống con người như vậy? Đàn bà thì y thừa nhận, nhưng Khương Đào Hoa mà yếu đuối sao? Trong lòng cười lạnh, vẻ mặt thầm tại dã đặc biệt thẳng thắn, vi thần cảm thấy chắc là Khương thị đã hiểu lầm gì rồi, có chút nhạy cảm thái quá. Thần chưa bao giờ có ý hại nàng ấy. Hiểu lầm? Sắc mặt mục vô hạ càng khó coi hơn, nghiến răng nghiến lợi không vội phản bác mà khoanh tay hỏi, hiểu lầm gì? Hôn sự của ngài và Khương Thị xảy ra chuyện đến nay mới có mấy ngày. Mấy ngày nay Khương Thị ở trong tướng phủ lo lắng bất an, thậm chí còn đổ bệnh, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Thẩm tại giã khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh nói, vi thần cũng không biết vì sao nàng ấy lại cho rằng vi thần muốn giết nàng ấy để giá họa cho cảnh vương. Hôm nay xe ngựa của Khương Thị gặp chuyện giữa đường, vi thần còn đang rất lo lắng tìm kiếm nàng ấy khắp nơi. Ồ, tiểu vương ra nhướng mày, ý của ngài là hôm nay ngài không phái sát thủ đi ám sát Khương Thị, vết thương trên người là tự nàng ấy gây ra. Thẩm tại giã sừng sốt, lông mày khẽ động, Khương Thị bị thương sao? Ừm, vết thương rất nặng, toàn thân đều là máu. Tiểu vương ra nói, chắc hẳn kẻ đó đã ra tay rất tàn nhẫn, nếu như không kiểm tra tình hình hộ vệ trong phủ thì lúc này có thể thẩm tại giã sẽ tin hôm nay Khương Đào Hoa bị ám sát. Tuy nhiên, người của nàng ta đã đưa nàng ta trốn thoát mà vẫn có thể bị thương nặng. Vết thương này nếu không phải do tự nàng ta gây ra thì y sẽ đem hoành phi của thẩm phủ làm củi đốt. Vương ra, y thở dài, trầm giọng nói, ngài chưa trải sự đời, tâm tính thuần lương, chắc hẳn chưa từng gặp nhiều kẻ gian trá xảo quyệt, miệng đầy dối trá, nên dễ bị người ta lừa. Vi thần chưa từng phái người ám sát Khương Thị, vết thương trên người nàng ta từ đâu mà có, có lẽ chỉ có mình nàng ta biết rõ. Quả nhiên đã bị Khương Đào Hoa đoán trúng phóc, xem y thoái thác trách nhiệm sạch sẽ chưa kìa. Mục vô hạ cười lạnh, lùi lại nửa bước, nhìn y nói, thẩm thừa tướng có thể nói cho bổn vương biết trước tại sao hôm nay Khương Thị lại rời phủ không? Hôm nay, thẩm tại giã mỉm cười, Khương thị ở trong phủ chán quá, muốn một mình ra ngoài đi dạo. Ồ, Mục Vô Hạ vẻ mặt lạnh lùng lại lùi nửa bước, sao Bồn Vương nghe nói nàng ấy đi Bắc Môn Đình gặp Cảnh Vương? Vương gia nói đùa. Thẩm Tại Dã nói, Khương thị đã vào tướng phủ, sao còn có thể đi gặp Cảnh Vương? Tiểu Vương gia không nói gì nữa, nhìn y bằng ánh mắt thâm trầm. Thẩm Tại Dã trông rất thản nhiên, tràn đầy chính khí không hề có vẻ gì là đang nói dối. Tuy nhiên, vừa dứt lời không bao lâu, bên cạnh đã có người chạy tới, nửa quỳ trước mặt mục vô hạ nói, khởi bẩm vương ra, cảnh vương điện hạ đã rời Bắc Môn Bình, vừa đến cửa cung. chương 14 Nàng muốn sống, không ai ngăn cản cả. Ánh mắt anh rơi xuống y phục đẫm máu của nàng, vẻ mỉa mai trong mắt thẩm tại giã càng đậm hơn, nhưng vốn dĩ đang sống tốt mà còn muốn vu oan cho ta thì nàng có ý đồ gì? Đào hoa sừng sốt, kinh hãi nhìn y, thiếp thân vu oan cho ngài. Chẳng phải ngài muốn thiếp thân đi hẹn cảnh vương ở Bắc Môn Đình, sau đó muốn giết thiếp thân rồi giá họa cho cảnh vương sao? Không phải như vậy ư? Đúng là như thế, thẩm tại giã cũng thật sự không hiểu nữ nhân này phát hiện ra sự thật này bằng cách nào, nhưng bây giờ trước mặt Nam Vương, dù bị đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nàng nghĩ nhiều rồi. Y bình tĩnh nói, ta không có ý đó. Không có. Đào hoa cười nhạo, giữ lấy eo mình, nước mắt lưng tròng. Ý của gia là, ở kinh đô này còn có người khác dám tấn công xe của tướng phủ. Dám động thủ với công chúa nước triệu đến hòa thân. Thiếp thân chết thì có ích gì đối với người khác? Vết thương này của nàng. Thẩm tại giã trầm ngâm dây lát, nhích môi, lừa được Nam Vương, nàng tưởng cũng lừa được ta sao? Thật sự chảy nhiều máu như vậy mà nàng vẫn còn có thể tỉnh táo nói chuyện được. Máu này trông không giống máu người chút nào, hoàn toàn là một vở kịch hay do chính nàng tự biên tự diễn. Đào hoa mím môi, ra có ý gì? Rất đơn giản. Thẩm tại giã cười, quay đầu nhìn mục vô hạ nói, có lẽ Khương Thị trong lòng bất mãn với vi thần, không biết làm sao biết được vi thần vô cùng kính trọng vương gia cho nên mới giả vờ bị thương, đến cửa vu an, nhằm uy hiếp thần. Tuy không biết nàng ta muốn uy hiếp thần để làm chuyện gì, nhưng thật sự có ác ý, không thể dễ dàng tin tưởng. Mục vô hạ cau mày, ý của ngài là Khương Thị đang giả vờ bị thương. Đúng vậy, thẩm tại giã cầm vạt áo của đào hoa lên, đây hẳn là huyết lợn, nên mới đông thành cục màu tím đỏ. Mục vô hạ sửng sốt, nhìn Khương đào hoa. Đào Hoa dựa người vào giường, để mặc cho Thẩm Tại Dã dự áo, không nhướng cả mắt lên, bản lĩnh vu oan cho người khác của tướng gia càng thêm lợi hại rồi. Thiếp thân thật sự đã bị kiếm đâm một nhát, sao có thể làm giả được? Ha, Thẩm Tại Dã nhướng mày, khẽ cười một tiếng, cúi đầu sấn đến gần nàng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy mỉa mai, nữ nhân này ngu thật hay là giả ngu, bị thương hay không nhìn một cái là biết ngay nàng thật sự nghĩ rằng có thể nói dối đến cùng đào hoa sóng mắt lấp lánh đồng tử khẽ đảo sang trái phải mang theo vẻ khiêu khích nhìn thẳng vào y vậy hay là ra xem qua đi thật sự nghĩ rằng có thể dọa được y chắc thẩm tại giã cười lớn không quan tâm đến sự có mặt của nam vương trực tiếp vén chăn bông trên giường đưa tay kéo thắt lưng của nàng mục vô hạ giật mình dù sao cũng đã học được lễ nghi của người quân tử lập tức quay người nhìn đi chỗ khác. Khương Đào Hoa sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề dễ dụa, để mặc y cởi áo ngoài của mình, lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn, cùng với miếng vải trắng dày cộm quấn quanh eo. Sắc mặt của nàng thật giống người đang bị trọng thương. Tiếp tục kéo miếng vải trắng ra, thẩm tại dã hờ hững nói, nếu như chưa từng chứng kiến bản lĩnh trang điểm của nàng thì ta cũng đã bị nàng lừa rồi. Trong lòng gia thiếp thân lại lợi hại như vậy. Đào hoa mỉm cười, đôi mắt hình quả hạnh biến thành vầng trăng khuyết. Vậy có lẽ lòng tin của gia đã đặt nhầm chỗ rồi. Cho dù nàng giỏi trang điểm thì cũng không thể vẽ nên sắc mặt trông nhợt nhạt như ma vậy được. Thầm tại giã cười nhạo, biểu cảm mang rõ vẻ hoài nghi, tay không ngừng di chuyển, không kiên nhẫn với thứ nhiều vòng này, dứt khoát dùng sức kéo mạnh xuống. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng đào hoa vẫn bị đau đến mức môi trắng bạch hít vào một hơi khí lạnh. Vết thương vừa mới cầm máu, bị y kéo mạnh lại máu me đầm đìa. Vết thương dài ba tấc, da thịt tách ra, hình thù đáng sợ, kéo dài từ sau thắt lưng đến trước eo, chỉ nhìn thôi cũng khiến da thịt căng cứng. Thẩm tại giã sừng sốt, vẻ diễu cợt trên mặt hoàn toàn biến mất, biểu cảm cứng ngắc nhìn nàng chằm chằm, nàng điên rồi thân thể nữ tử quan trọng đến mức nào mà nàng lại sẵn sàng rạch một vết thương lớn như vậy. Hốm hồ, cho dù là ở vị trí thắt lưng, nếu vết thương sâu thêm một chút thì cũng có thể mất mạng đó. Đau đến mức hoa mắt chóng mặt, đào hoa cũng miễn cưỡng mỉm cười với y, đây chẳng phải đều là do ngài ban cho sao. Nếu y không có ý lấy mạng nàng thì nàng cũng sẽ không bị ép đến bước đường này. Nàng rất sợ đau, lại sợ để lại sẹo, nếu không phải hết cách thì ai lại sẵn lòng nhận lấy nhát đau này không sai nàng đã chuẩn bị sẵn một hũ huyết lợn nhưng đối đầu với một con rắn độc như thẩm tại giã máu giả nào có đủ dùng chắc chắn là phải bị thương thật huyết lợn chỉ khiến vẻ ngoài nàng trông thảm hại hơn khiến nam vương động lòng hơn nhưng nàng không định dựa vào nó để lừa dối cho qua thẩm tại giã quả thật đã đánh giá thấp nàng một chút chỉ một chút này thôi cũng đủ để nàng khiến y trở tay không kịp. Quả thật là trở tay không kịp, thẩm tại dã có tài hùng biện nhưng giờ lại không thể nói được gì. Đôi mắt y giống như cơn gió đông lạnh buốt khiến Khương Đào Hoa rét run hắt hơi một cái. Đúng là y nên hưng phấn, dù sao trong hai năm qua ở Đại Ngụy y chưa từng gặp phải đối thủ. Hôm nay khó khăn lắm mới phát hiện một nhân vật lợi hại, ngày tháng sau này nhất định sẽ không nhàm chán nữa. Nhưng không hiểu sao, máu đỏ trước mặt khiến y cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt khó coi giống như quét một lớp nhọ nồi, tay cũng vô thức siết chặt. Chưa từng gặp nữ nhân nào tàn nhẫn với chính mình như vậy, có nhất thiết phải tạo nên một vết thương lớn thế không? Lỡ không chết trong tay y mà chết trong chính tay nàng, không cảm thấy rất hoang đường sao? Đúng là một kẻ điên. Thấy Thẩm Thừa tướng không nói gì, hẳn là Khương thị bị thương không nhẹ. Tiểu Vương gia quay lưng về phía họ, đứng chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: "Nếu vết thương đã không nhẹ thì lời vu khống của thừa tướng trước đó hoàn toàn không có giá trị. Ngài còn điều gì muốn tranh biện nữa không?" Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Khương Đào Hoa cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nàng biết với năng lực của Thẩm Tại Dã, ít nhất có thể nghĩ ra 500 từ khiến cho nam tiểu vương gia choáng váng, sau đó lại đổ hết tội danh lên đầu nàng. Vì vậy, trong đầu nàng đã sắp xếp lại bản thảo chuẩn bị cho đợt phản công tiếp theo. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau một hồi im lặng, thẩm tại giã lại bình tĩnh nói, thần quả thực có ý định mượn danh nghĩa cảnh vương để giết Khương Thị. Đào hoa sừng sốt, sợ đến mức ôm eo co rúm lại trên giường. Mục vô hạ quay người lại tức giận nhìn y, ngài thừa nhận rồi. Đúng, nhưng vì sao vi thần lại làm như vậy, chắc vương gia hiểu rõ mục vô hạ cau mày đang muốn phản bác thì đột nhiên như nhớ ra điều gì sắc mặt thay đổi chuyện ngài hứa với bổn vương không tính nữa sao thời thế thay đổi thẩm tại giã ngước mắt nhìn hắn ngài đến đại ngụy lẽ nào là dự định sống cuộc sống an nhàn mục vô hạ sững người im lặng không nói gì trên trán là vẻ vừa tức giận vừa áy náy khiến khương đào hoa chẳng hiểu chuyện gì hai người này đang nói gì thế nam vương vừa rồi vẫn còn rất tức giận sao bây giờ lại có biểu cảm như thế này cầm bát thuốc đặt ở bên cạnh lên thẩm tại giã chậm rãi ngồi xuống bên giường đưa tay kéo đào hoa qua hoảng sợ trước hành động của y khương đào hoa vừa vùng vẫy vừa hét lên vương gia cứu mạng mục vô hạ hoàn hồn đang định đến giúp nhưng một mảng da trắng như tuyết đập vào mắt hắn sắc mặt cứng đờ tiểu vương gia vội vàng quay người lại Miến răng nói, trên người Khương Thị vốn đã bị thương, ngài không thể nhẹ nhàng hơn sao? Thẩm tại giã nhướng mày, kéo người vào lòng giữ chặt, liếc nhìn vết thương đẫm máu của nàng, cười nhạo, có những người nếu ngài nhẹ nhàng với họ thì họ sẽ càng không biết trời cao đất dày, chi bằng nhanh chóng dọn dẹp, kẻo Nam Vương Phủ lại có thêm một mạng người. Đào hoa đau quá la oai oái, thẩm tại giã không chút do dự, đổ nửa lọ thuốc lên vết thương, cuối cùng kéo miếng vải trắng ra, trầm giọng quát nàng, gắng chịu. Sợ run cầm cập, đào hoa nước mắt lưng chồng cầm vải gạc ấn chặt vết thương, sau đó cảm thấy người này bắt đầu băng bó từng vòng cho nàng. Ngực của thẩm tại dã rất rắn chắc, hai cánh tay vòng qua người thắt nút vải trắng sau lưng nàng, ôm cả người nàng trong lòng, hơi thở phả vào tai nàng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 15 mục vô hạ kiên định nói bổn vương đã nói rồi bổn vương không mốc không nhất thiết phải đi con đường do ngài trải sẵn không đi con đường do người ta trải sẵn mà tự mình dẫm lên người đầy bùn thì không mốc sao đào hoa bày tỏ sự nghi ngờ nhưng nàng đã mất quá nhiều máu gắng gượng lâu như vậy đã là rất miễn cưỡng rồi hai người trước mặt này không biết sao lại còn lạc đề nữa nàng đột nhiên có chút không kiên trì được nữa ta hơi mệt Trước khi mất đi ý thức, Khương Đào Hoa kiên định nói với Mục Vô Hạ, khẩn cầu vương gia, trước khi thiếp thân tỉnh lại, nhất định đừng để thừa tướng mang thiếp thân đi, thiếp thân sẽ mất mạng đó. Nói xong, lập tức ngất đi. Thẩm tại giã xa sầm mặt ôm nàng, nhiệt độ nóng hổi xuyên qua y phục của nàng truyền đến, càng khiến y giờ khóc giờ cười. Đã mất nửa mạng rồi mà vẫn có thể nói được những lời này, cũng thật là cố gắng mục vô hạ nghiêm túc gật đầu nghe giọng đào hoa cũng có thể cảm nhận được nàng đã yếu lắm rồi thế là nói muốn nói chuyện thì đến thư phòng để y nữ vào xem cho khương thị nếu thật sự chết ở phủ nam vương thì sẽ không tiện ăn nói với mọi người vâng thẩm tại giã gật đầu đặt đào hoa trở lại giường đứng dậy đi theo hắn ra ngoài y nữ ở ngoài phòng đã đợi rất lâu thấy người cuối cùng cũng đi ra thanh đài nhanh chóng dẫn nàng ta vào Chủ tử. Người trên giường đã hôn mê bất tỉnh, thanh đài mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói với y nữ, vết thương chưa đến nội tạng, chỉ đến phần thịt, nhưng cũng rất sâu, cần phải khâu lại. Y nữ gật đầu, mở hộp thuốc lấy ma phí tán ra, đang định rót nước nóng thì nghe thấy nha hoàn trước mặt nói, không được dùng thuốc giảm đau. Y nữ sửng sốt, cau mày nói, khâu vết thương cực kỳ đau đớn, sợ phu nhân sẽ chịu không nổi, không dùng thuốc giảm đau sao mà được. Thanh đài nghiến răng, ta cũng biết khâu vết thương rất đau, nhưng chủ tử trước giờ chưa từng dùng thuốc giảm đau. Trước đây Khương Đào Hoa từng bị gãy chân ở nước triệu, lúc nối chân đau như vậy nhưng nàng vẫn kiên quyết không dùng ma phí tán. Nàng đã nói gì nhỉ? Thuốc giảm đau như ma phí tán sẽ làm tổn thương não, trừ khi nó làm ta đau đến chết, còn không thì đừng dùng. Nếu não không dùng được nữa, chủ tử của ngươi là ta sẽ càng chết nhanh hơn. Trước đây Thanh Đài cũng thấy hoang đường, định cưỡng ép chủ tử dùng vào lúc đau đớn tột cùng, ai ngờ từ đầu đến cuối khương đào hoa đều cắn chặt răng không nói một lời, không cho ai cơ hội nào. Có thể làm gì được nàng chứ? Y nữ liếc nhìn Thanh Đài với ánh mắt kỳ lạ, suy nghĩ một lát rồi vẫn đặt ma phí tán xuống, trực tiếp lấy chỉ khâu ra, hơ kim chuẩn bị Đào Hoa đang hôn mê thần sắc rất bất an, có lẽ là do hoàn cảnh của nàng không đủ an toàn, lông mày luôn cau lại. Y nữ lo lắng trong lúc đang khâu vết thương thì người này sẽ tỉnh lại, nhưng ngay khi kim đâm vào da thịt, lông mày nàng giãn ra một chút, chỉ là mồ hôi lạnh toát ra từng lớp, tay cũng nắm chặt. Việc này, mồ hôi trên trán y nữ tuôn rơi, quay đầu nhìn thanh đài, y thuật của ta không thành thạo lắm, hay là sai người vào cung mời thêm một y nữ nữa? sắc mặt thanh đài tối sầm người đã như thế này rồi lấy đâu ra thời gian đi mời người khác đến khâu vết thương ngươi cũng không biết sao biết thì biết nhưng tay nàng ta run lắm y nữ sắp khóc đến nơi khâu một mũi xong cảm nhận được da thịt căng cứng của người trên giường lại nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của nàng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng những kiểu khách trong khuê các xưa nay da mỏng thịt mềm bị phong hàn thôi cũng khóc rớt mướt chưa bao giờ thấy ai khâu sống không cần dùng ma phí tán như thế này nàng không nói lời nào cũng không kêu đau nhưng y nữ cũng cảm thấy đau không thể tập trung nổi y nữ thấy vết thương này ít nhất phải khâu mấy chục mũi không thể ngồi yên được nữa cô nương nô tỳ thật sự không thích hợp nô tỳ nên đi thỉnh tội với vương gia thì hơn mau bảo người đi mời y nữ có thâm niên hơn đến nói xong không đợi Thanh Đài từ chối, đã quỳ xuống dập đầu ba cái. Thanh Đài tức giận, ngươi làm sao thế? Đã xuống kim rồi mà lại không thể khâu xong trong một lần. Y nữ khóc còn thảm hơn cả Đào Hoa ở trên giường, sắc mặt cũng tái nhợt, toàn thân run rẩy như chú gà con, không cần giải thích liền đứng dậy chạy ra ngoài. Ngươi đứng lại. Đưa tay định tóm lấy nhưng không nhanh bằng động tác của nàng ta, Thanh Đài vội đắp chăn cho Đào Hoa rồi đổi theo ra ngoài phủ Nam Vương vì chủ tử nhân từ nên người hầu đều to gan. Y nữ này cũng không chạy đi nơi nào khác mà đi thẳng đến thư phòng của Nam Vương ở bên cạnh. Vương ra. Mục vô hạ và thẩm tại giã đang rằng co thì chợt nghe thấy tiếng gọi như vậy. Mục vô hạ cau mày mở cửa. Sao thế? Nữ y mồ hôi đầy đầu quỳ dưới sân, giọng sụt sùi. Nô tỳ không khâu vết thương cho phu nhân đó được, vương gia nên mau cho người vào cung mời một y nữ lớn tuổi một chút trước khi cửa cung bị đóng. Thẩm tại giã đi theo đứng ở cửa, nghe vậy liền nhìn chằm chằm y nữ, một chút vết thương cũng không khâu được, danh xưng y nữ này là do vương gia của các ngươi tùy ý ban cho hay sao? Thừa tướng không biết đấy thôi, y nữ vội vàng nói, không phải là nô tỳ không khâu được, thật ra là phu nhân đó bị thương nghiêm trọng nhưng lại không chịu dùng ma phí tán nên nô tỳ không dám làm bừa câu nói thịnh hành nhất trong các quý phủ cao sang hiện nay đó là nếu không chữa khỏi thì các ngươi đều bị chôn cùng nàng ta chỉ là một tiểu y nữ mà thôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy tình huống trong nhà nhìn là biết không ổn nàng ta cũng không ngốc mà đợi đền mạng không chịu dùng ma phí tán có nghĩa là gì mục vô hạ cau mày nàng ấy tỉnh rồi à không có thanh đài đứng ở phía sau cúi đầu nói chỉ là trước đây chủ tử từng nói không cần dùng thuốc giảm đau hoang đường thẩm tại giã hư lạnh người còn chưa tỉnh mà ngươi cũng nghe lời nói xong rũ vạt áo bước ra ngoài mục vô hạ vội vàng đi theo trong lòng cũng nghĩ chắc là thanh đài điên rồi người đã không còn tỉnh táo nữa còn quan tâm nhiều mệnh lệnh như vậy làm gì mạng của chủ tử nhà mình phải là quan trọng nhất mới đúng sau khi quay lại phòng chính xem xét tình hình mới phát hiện mình đã trách nhầm thanh đài. Thẩm tại giã bưng ma phí tán định rót vào miệng Khương Đào Hoa, nhưng nàng cắn chặt răng không thể tách ra được. Trong một khoảnh khắc mục vô hạ cảm thấy có thể Đào Hoa đang tỉnh, nếu không sẽ không thể đẩy phòng bị trong tình trạng mất ý thức như vậy. Nhưng vạch mí mắt của nàng ra xem thì quả thật người này đang hôn mê, không hề tỉnh táo. Sao lại như thế? thẩm tại giã cao mày quay sang nhìn thanh đài, chủ tử nhà ngươi bị bệnh gì vậy? Thanh đài lắc đầu bất lực, đã như vậy từ rất lâu rồi, khi đang ngủ hoặc hôn mê, không ai có thể cại răng người ra được. Cho dù có cưỡng chế cại răng đổ vào, kể cả là nước trắng thì công chúa cũng sẽ nhổ ra. Nàng ta đi theo chủ tử cũng mới được hai năm nên thật sự không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì. Thẩm tại giã mím môi, liếc nhìn đào hoa mấy cái, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, không dùng thuốc thì không dùng vậy, đau chết cũng là nàng ta tự chuốc lấy. Nhưng vết thương thì vẫn đổ lên đầu ta, chảy máu đến chết sẽ không hay lắm. Mang kim khâu vết thương đến đây. Y nữ sửng sốt, thận trọng chỉ tay lên người đào hoa. Mục vô hạ cả kinh, quay đầu trừng mắt với nàng ta, người đâm kim rồi còn bỏ chạy giữa đường. Vương gia bớt giận, y nữ run rẩy quỳ xuống, nô tì thật sự không có gan khâu hết bỏ đi các ngươi ra ngoài hết đi vương gia cũng đến thư phòng đợi vi thần thẩm tại giã cau mày xua tay thanh đài ở lại phụ giúp được rồi mục vô hạ không mấy tin tưởng nhìn y ngài khâu ư khâu cũng không có gì khó thẩm tại giã nói bản thân nàng ta không sợ đau vi thần còn có thể sợ nàng ta đau còn trì hoãn nữa thì sẽ mất mạng như chơi chẳng phải ngài dí vi thần đến chết hay sao mục vô hạ mím môi gật đầu nhanh chóng dẫn y nữ ra ngoài thanh đài nhìn thẩm tại giã bằng ánh mắt kỳ lạ nhất thời không biết y có ý gì còn ngây ra đấy làm gì vén chăn lên nhìn vết thương kinh khủng của khương đào hoa thẩm tại giã tức giận quay sang nói với thanh đài đi chuẩn bị khăn và nước nóng chủ tử nhà ngươi máu chảy khắp người không nhìn rõ vết thương Vâng. Miệng thì vâng nhưng Thanh Đài lại không nhúc nhích. Nàng ta sợ vừa quay người đi thì y sẽ một trường đập chết chủ tử nhà mình. Người sợ ta hại nàng ấy. Nhìn sắc mặt của nha hoàn này, thẩm tại dã tức quá hoa cười, nháo vai đào hoa nói. Nữ nhân này quá thông minh, đã tìm sẵn cho mình một tấm bùa bảo vệ. Ta không làm gì được nàng ấy đâu, người yên tâm đi đi. Bùa bảo vệ? Nam vương ra sao? Thanh đài sửng sốt, ngơ ngác gật đầu rồi bước ra ngoài chủ tử quả thực đã nói chỉ cần nam vương đồng ý bảo vệ người thì họ sẽ không chết trong tay thẩm tại giã chỉ là đến giờ nàng ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại vì sao có nam vương che chở thì thẩm thừa tướng thật sự không đụng đến họ nữa không hiểu nổi thanh đài lắc đầu vội vàng đi tìm nước nóng nhìn vết máu thấm ướt nửa giường thẩm tại giã thật sự không biết nói gì trong 25 năm cuộc đời, y chưa bao giờ gặp nữ nhân nào đáng sợ như vậy. Nếu nói nàng muốn sống thì đây rõ ràng là hành động không muốn sống nữa. Nhưng nếu nói nàng không muốn sống thì nàng lại dùng mọi tâm cơ để thoát khỏi tay y bảo toàn tính mạng. Rốt cuộc là nàng nghĩ gì? Vết thương này cho dù là đàn ông cũng đau gần chết, nhưng nàng lại không chịu dùng đến ma phi tán. Con người dù không sợ đau đến mấy thì cũng có giới hạn chứ? Cảm thấy bực bội, Thẩm Tại giã đưa tay lấy chiếc kim treo bên cạnh, căn chỉnh vết thương, bắt đầu khâu vá không thương tiếc. A. À, có lẽ là do y dùng quá nhiều lực, khương đào hoa đau đớn rên rỉ, mắt đang nhắm nhưng nước mắt vẫn chảy dài, làm ướt nửa bờ vai y. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.